Chào mừng các bạn đến với kênh Satguru Lòng Tiếng, nơi tìm về chính mình. Ý nghĩa của việc làm sạch trường năng lượng. Việc được thực hiện ở đền Liga và Hairavi là gì? Và tại sao lại sử dụng lá sầu đâu và một ngọn đèn? Trường năng lượng là sự biểu hiện tinh tế của tất cả những gì là con người bạn. Nếu bạn nhìn vào trường năng lượng của một người, bạn sẽ thấy rõ được sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và kết cấu nghiệp quả của người đó. Bằng một cách nào đó, cả quá khứ và hiện tại của anh ấy. Nếu anh ấy ngốc nghếch, thì ngay cả tương lai của anh ấy nữa. Đúng vậy, chỉ khi bạn ngốc nghếch chúng ta mới có thể đoán được tương lai của bạn. Không thì chúng ta chỉ có thể nói về quá khứ của bạn. Vậy nên, trường năng lượng là một biểu hiện nhất định của bản thân bạn. Một biểu hiện tinh tế hơn trong cơ thể vật chất. Giữ cho nó sạch sẽ là một việc tốt. Giữ cho cơ thể bạn sạch sẽ có tốt không? Thậm chí nếu bạn không hiểu, thì người đang ngồi cạnh bạn sẽ hiểu rằng việc đó là tốt. Giữ cho cơ thể bạn sạch sẽ là một việc tốt. Giữ cho tâm trí bạn sạch sẽ cũng là một việc tốt. Giữ cho tất cả những thứ là bạn sạch sẽ là việc tốt. Bởi vì tôi đang không cố gắng dạy bạn về việc vệ sinh. Thứ tôi đang nói đến là nếu chúng ta muốn làm một việc gì đó với bất cứ thứ gì, đầu tiên là chúng ta phải thanh lọc. Nếu bạn muốn đưa bất cứ thứ gì lên một khả năng cao hơn, việc đầu tiên là thanh lọc. Không có sự thanh lọc, bạn không thể làm bất cứ thứ gì tốt hơn cách mà nó đang làm ngay bây giờ. Vậy nên, thanh lọc cơ thể và tâm trí của bạn. Cho việc này, chúng tôi đã dạy bạn nhiều phương pháp, các bài tập, đồ ăn, thứ này thứ kia, rất nhiều khía cạnh để giữ cơ thể và tâm trí bạn sạch sẽ. Trường năng lượng là một sự biểu hiện bản thân nó không phải là một sự hiện diện. Nhưng nếu bạn đang thực hiện sadhana, nghĩa là tu tập, và bạn đang cải thiện hệ thống của mình, những gì mà bạn đã thể hiện ngày hôm qua hay những gì bạn đã thể hiện 10 năm trước có thể vẫn quanh quẩn bên bạn và không cho phép bạn trở thành thứ mà bạn muốn trở thành. Nên nó có thể được làm sạch. Bạn có để ý là khi bạn tắm vòi hoa sen hay là tắm bồn theo cách nói của Ấn Độ, không phải là ngâm mình mà là dội nước qua cơ thể bạn. Khi bạn để cho nước chảy qua cơ thể mình, bạn không chỉ làm sạch phần cơ thể vật lý, không chỉ bạn làm sạch phần da, mà một thứ khác cũng được làm sạch. Ví dụ bạn đang cảm thấy rất tức giận hay kích động, và mọi loại thứ đang xảy ra bên trong bạn, bạn chỉ cần đi tắm. Và khi quay ra, bạn cảm thấy tất cả những thứ vô nghĩa đã bị gột sạch. Vậy nên, tắm không chỉ là làm sạch làn da của cơ thể, bạn cũng có thể phần nào đó làm sạch trường năng lượng, bởi vì cái thứ mà bạn gọi là cơ thể là một biểu hiện hay một trò chơi của năm nguyên tố. Vậy nên bạn có thể đi tắm bằng nước. Bạn có thể tương tự cho bản thân đi tắm gió. Chắc bạn đã thấy điều này. Giả sử có một làn gió nhẹ đang thổi qua, bạn chỉ cần đứng ra và làm như thế này. Giả sử bạn mặc một chiếc áo mỏng và đơn giản đứng như thế này, một lát sau bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Các bạn đã bao giờ nhận thấy điều đó chưa? Các bạn có nhận thấy điều mình muốn? Bạn cảm thấy thật sạch sẽ và bạn muốn, cảm thấy giống như vô hình và bạn muốn bay đi. Gió có thể làm việc đó, nhưng phải đúng ở tốc độ. Và cảm giác và nhiệt độ và mọi thứ ở điều kiện thích hợp, bạn sẽ thấy gió đúng là thanh lọc bạn. Tắm gió. Chúng ta cũng có thể cho bạn tắm bùn,
Bạn biết là nếu bạn đi tới trung tâm hồi phục trẻ hóa, họ sẽ cho bạn tắm bùn. Tương tự, chúng ta có thể tắm cho bạn bằng việc tắm lửa. Những gì đang được thực hiện ở trong đền chính là tắm lửa, bởi vì bạn biết đó. Bà ấy là Hai Ravi, chị tế Đức Mẫu ở trung tâm Aisha. Bạn chỉ cho bản thân đi tắm lửa, tất nhiên bạn không thể dội nó lên người mình. Bạn chỉ chạm vào trường năng lượng của cơ thể bạn theo một cách nhất định. Có những khuôn mẫu nhất định đang chạy trong trường năng lượng của bạn, dọc theo con đường đó mà bạn đưa lửa qua. Bạn sẽ thấy đột nhiên bạn sẽ cảm thấy tươi sáng và rõ ràng. Bạn đã biết điều này, những người gốc Ấn bạn biết rõ trong nhà bạn. Bà của bạn đã loại bỏ con mắt quỷ cho bạn, làm sạch trường năng lượng. Có thể một vài người bà biết chính xác làm sao để thực hiện việc đó. Một vài người thì không biết. Với việc không hiểu rõ, họ đơn giản là làm thứ gì đó. Nếu nó được thực hiện đúng, nó sẽ mang lại hiệu quả tuyệt vời. Nếu nó chỉ được thực hiện bừa bãi, nó vẫn hiệu quả một phần nào đó. Rất nhiều lần mọi người có thể thấy là khi đứa trẻ bị bệnh, nếu chúng ta cần tắm lửa một chút, bỗng nhiên chúng trở nên khỏe mạnh. Các bạn có nhận thấy điều này không? Bởi vì đó chính là việc tắm lửa và nó có tác động tới hệ thống. Vậy nên, quá trình đang được thực hiện ở trong đền Lesha Nasana Raya có nghĩa là một quá trình loại bỏ các tạp chất. Trong tiếng Anh được gọi là Aura Cleansing, làm sạch trường năng lượng. Là lễ loại bỏ các tạp chất khỏi trường năng lượng để cho cơ thể hít thở tốt hơn và cảm thấy tốt hơn về mặt sức khỏe, hạnh phúc, sự cân bằng tâm lý và mọi thứ. Kỳ Nelm, sầu đâu Ấn Độ, họ chỉ dùng lá trên người bạn thôi đúng không? Tôi nghĩ họ nên dùng để làm roi. Roi sầu đâu tốt cho bạn. Bạn biết mà, nó thức tỉnh rất nhiều người. Ở Ấn Độ, nếu bạn đang cư xử hơi hài hước và như bị nhập, họ có thể đánh đuổi con quỷ ra khỏi bạn bằng cây roi sầu đâu. Sầu đâu Ấn Độ là một thứ có thể làm sạch rất hiệu quả. Nếu bạn ăn một viên buổi sáng, dạ dày bạn sẽ sạch sẽ. Nếu bạn bị bất cứ một loại nhiễm trùng nào ở đất nước này, họ sẽ luôn đặt bạn lên một lớp lá sầu đâu Ấn Độ, vì đó là một thứ làm sạch hệ thống tuyệt vời và một thứ cung cấp năng lượng tuyệt vời. Vậy nên lá của nó có đặc tính y học rất lớn. Và sự vận động năng lượng prana rất mạnh. Và nó đủ đắng để đuổi con quỷ ra khỏi bạn.